Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017, xã Hà Bình, huyện Hà Trung đã tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao. Sau gần 7 năm, đến nay, xã đã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao vừa là động lực nhưng cũng là thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Đảng ủy xã Hà Bình đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo, phân công từng cán bộ phụ trách các thôn để chỉ đạo đôn đốc và hướng dẫn tổ chức thực hiện, đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua để huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đó đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực như phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng của hộ nông dân, phong trào 503 sạch, phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ, phong trào tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng mô hình khu vui chơi ở nhà văn hóa các thôn, mô hình dòng sông không rác thải, mô hình đường tranh bích họa của đoàn thanh niên, đường cây cải tạo cổng tường rào của Hội Cựu chiến binh. Từ khi mà nông thôn mới mà đặc biệt là thôn được trở thành thôn kiểu mẫu thì nhân dân rất chi là phấn khởi. Các gia đình là có những gia đình hiến đất để cho mở rộng đường và trong thôn thì thường xuyên quét dọn vệ sinh hàng ngày, đường là phóng khoáng, rộng rãi, sạch sẽ. Kinh tế coi như là của nhân dân ngày được phát triển lên, đến nay thì đời sống nhân dân là mọi người được vui vẻ và phấn khởi. Xã và thôn có nhiều cái quy định mới thì tất cả coi như là nhân dân trong thôn trên coi như là trục tuyến đường và các đường làng ngõ xóm thì thành lập các cái tổ tự quản và vệ sinh môi trường coi như là hàng ngày để bảo đảm được các cái tiêu chí sáng xanh sạch đẹp. Với các chủ trương giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, xã đã vận động khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề dịch vụ, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Với sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại và dịch vụ, toàn xã hiện có 36 doanh nghiệp, một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ, may mặc, xăng dầu, góp phần đảm bảo đời sống của người lao động địa phương, với thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn giày Venus Việt Nam tại khu công nghiệp Hà Bình đã thu hút 1.000 lao động trên địa bàn xã với thu nhập ổn định từ 6 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nông nghiệp cũng có nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao như mô hình cá lúa, chăn nuôi dưới tán rừng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hà Bình đã huy động hơn 312 tỷ đồng đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, điện đường, trường trạm, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao như lắp đặt camera an ninh, lắp đặt wifi miễn phí tại các điểm công cộng, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, trồng cây xanh, trồng hoa các tuyến đường. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 70 triệu đồng một năm. Xác định vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao, đây là đem lại được cái quyền và cái lợi ích tốt nhất cho người dân. Nên người dân xác định được đây là cái việc là nhân dân nên là sẽ chung tay cùng với chính quyền trong vấn đề thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hà Bình của chúng tôi. Nên là chúng tôi đã có cái huy động và bàn bạc nhân dân để nhân dân đồng thuận và cùng chung tay hiến đất ở rộng đường cũng như thế là tự nguyện là đầu tư xây dựng các cái tuyến đường mà nhân dân đang ở trên cái địa bàn để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Với những nỗ lực không ngừng, đến nay xã Hà Bình đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, được Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh bỏ phiếu xét đồng ý đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.